Cách giải bài toán có phân số được nhanh và đưa về số nhỏ. Bước 1. Tối giản các phân số trong bài toán. Bước 2. Đối với phép cộng phân số và phép trừ phân số. Nếu ta thấy mẫu số lớn chia hết cho mẫu số nhỏ thì ta lấy mẫu số lớn chia cho mẫu số nhỏ. Rồi ta lấy tử số và mẫu số của phân số có mẫu số nhỏ đó, nhân với kết quả của phép chia vừa tìm được. Ví dụ 1, 4 phần 9, cộng 13 phần 3. Ta thấy, mẫu số 9 chia hết cho mẫu số 3. 9 chia 3, bằng 3. Ta lấy phân số 13 phần 3, nhân tử số với 3, và nhân mẫu số với 3. Các em xem bài giải bên dưới. Ví dụ 2, 29 phần 35, trừ 3 phần 7. Ta thấy, mẫu số 35 chia hết cho 7. 35 chia 7, bằng 5. Ta lấy phân số 3 phần 7, nhân tử số với 5, và nhân mẫu số với 5. Các em xem bài giải bên dưới. Đối với phép nhân phân số thì ta được phép rút gọn chéo. Xem YouTube giải bài toán có phân số, lớp 4.